giá trị sổ sách P Book Value và giá trị thị trường P Market Value. Giá trị sổ sách là gì? Giá trị sổ sách B là giá trị vốn chủ sở hữu trên mỗi cổ phiếu. Cách tính: B bằng vốn chủ sở hữu chia số lượng cổ phiếu, hoặc bằng tổng tài sản trừ nợ phải trả trên số lượng cổ phiếu. Giá trị thị trường thì giá là gì? Giá trị thị trường P của cổ phiếu là giá cổ phiếu đó đang được giao dịch, mua bán với nhau trên thị trường chứng khoán. Giá trị thị trường của cổ phiếu phụ thuộc ngắn hạn, thị giá sẽ được quyết định bởi cung, cầu. Dài hạn, thị giá phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Mệnh giá. Mệnh giá hay còn gọi là giá trị danh nghĩa liên quan đến vốn góp ban đầu, là giá trị mà công ty cổ phần ấn định cho một cổ phiếu và được ghi trên cổ phiếu. Ở Việt Nam, mệnh giá được quy định là 10.000 đồng. Ví dụ, giá trị sổ sách và giá trị thị trường của cổ phiếu công ty cổ phần FPT ngày 29 tháng 7 năm 2022. Ứng dụng giá trị sổ sách và giá trị thị trường vào đánh giá cổ phiếu. Nếu giá trị sổ sách B lớn hơn mệnh giá 10.000 đồng, thông thường là doanh nghiệp có cơ bản tốt, B càng lớn hơn mệnh giá càng nhiều càng tốt, chứng tỏ doanh nghiệp đó đang phát triển tốt, tích lũy được nhiều tiền trong một quá trình hoạt động. Nếu giá trị thị trường P lớn hơn mệnh giá 10.000 đồng, càng lớn hơn nhiều càng tốt, những doanh nghiệp đó thường đang hoạt động tốt. Ngược lại, những doanh nghiệp có giá trị thị trường thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng thường là những doanh nghiệp đang kinh doanh kém hiệu quả, không được thị trường đánh giá cao. Cổ phiếu có cơ bản tốt, được các nhà đầu tư đánh giá cao thường sẽ có giá thị trường lớn hơn giá trị sổ sách, giá trị sổ sách lớn hơn mệnh giá. Đối với những doanh nghiệp dự báo lợi nhuận tăng trưởng trong tương lai, trong một thị trường đi xuống, các nhà đầu tư bán bằng mọi giá, nếu giá thị trường thấp hơn giá trị sổ sách thì đây là cơ hội đầu tư rất tốt, những doanh nghiệp này thường bị định giá rẻ. Kết luận, hiểu và tính được giá trị sổ sách sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn tốt về tài sản của doanh nghiệp, qua đó giúp định giá doanh nghiệp tốt hơn trong quá trình đầu tư. Việc so sánh giá trị sổ sách B và thị giá P sẽ giúp nhà đầu tư định giá doanh nghiệp một cách tương đối, qua đó đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn hơn. Học viện Cổ phiếu Trường Money chúc các bạn đầu tư thành công!